gà xào cay là một món nhậu ưa thích ở Hàn Quốc. Chân gà cay cửa hàng hấp dẫn bởi vị cay ngọt vừa phải, phảng phất mùi quế hồi khiến bạn không thể ngừng đũa. Chân gà xào sẽ giữ được phần da mềm giòn và không bị khô. Nào cùng Bách Hóa Xanh bắt tay vào làm món chân gà xào cay để cuối tuần này nhâm nhi cùng bạn bè thôi nào. Nguyên liệu cần có: khoảng 10 gái chân gà, 10 gam hoa hồi, 10 gam quế, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương cà và 1 muỗng canh tương ớt, 1 ít muối và 1 muỗng canh đường. Chân gà thì mình sẽ rửa sạch, cắt móng và chặt khúc vừa ăn. Tiếp theo thì mình sẽ rang quế và hồi lên cho dậy mùi thơm. Sau đó cho 2 muỗng canh nước tương và 5 muỗng canh nước lọc vào. Cho tiếp phần chân gà đã chặt lúc nãy vào và xào trong khoảng 4 phút. Sau 4 phút thì chân gà đã săn lại, mình vớt ra để ráo nha. Phần nước sốt xào cay gồm có 1 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt và 1 muỗng canh tương ca, 1 muỗng canh đường và cuối cùng là 1 ít muối. Trộn đều hỗn hợp trên nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào chảo một ít dầu ăn, mình cho tỏi vào phi thơm, rồi cho chân gà đảo vài lượt nha. Mình sẽ cho hết hỗn hợp sốt cay vừa nãy, cho thêm 5 muỗng canh nước lọc nữa và đun trên lửa nhỏ. Mình đun khoảng 10 phút cho chân gà thấm gia vị, nước sốt xịt lại như thế này là được. Rồi cho ra đĩa, thêm ít mè rang và một ít hành lá lên và chén thôi. Chân gà dai giòn sực sực, phần da mềm ẩm, thấm gia vị, có vị cay ngọt vừa phải, thơm mùi mè rang. Những ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, xung vầy bên bạn bè, gia đình, làm vài ly soju nữa là hết ý luôn đó nha. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.